Sáng nay 5 tháng 9, huấn luyện viên Trussier đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2024. Theo danh sách đăng ký của đội tuyển U23 Việt Nam, nhóm các cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông Philippe Trussier trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024, gồm những cái tên như Huỳnh Thế Hiếu, Nguyễn Minh Quang, Phạm Đình Duy, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long, Huỳnh Công Đến, Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giác Tuấn Dương và Trần Nam Hải. Trong số các cầu thủ nói trên, nhóm 4 cầu thủ gồm Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giác Tuấn Dương và Trần Nam Hải được ông Philippe Trussier giữ lại và điều chuyển sang đội Việt Nam. Về Andrei Nguyễn An Khánh, anh sinh năm 2005, được sinh ra và lớn lên ở Chi Đích, Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, tiền vệ Việt kiều này có cha mẹ đều là người Việt Nam, cha quê Đô Lương, Nghệ An, còn mẹ gốc Hà Nội. Anh hiện thuộc sự quản lý của câu lạc bộ Sigma Olomouc. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Palestine dịp FIFA Day tháng 9. Trong khi đó, một số cầu thủ như Nguyễn Minh Quang, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến nằm trong lực lượng của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 7 tháng 9 tới để chuẩn bị cho ASEAN 19. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập buổi cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Guam tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 6 tháng 9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó, trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Yemen sẽ gặp nhau vào lúc 16 giờ. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng và chia làm 11 bảng đấu, 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự. Vòng chung kết tại Qatar. Tại vòng chung kết, 3 đội đạt thành tích cao nhất sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá Nam Olympic 2024 tại Paris, Pháp. Đội xếp thứ 4 sẽ đá playoff tranh suất đến Paris với đại diện của bóng đá châu Phi là Guinea.